chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe máy SYM Attila Venus 125i. Chiếc xe máy Attila Venus của SYM từng làm mưa làm gió và ưu ái được gọi với cái tên là Nữ Hoàng Xe Tay Ga ở thời điểm mới ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014. Bên cạnh những cái tên gạo cội như Nhật Bản, như Honda, Yamaha thì SYM cũng là một trong những tên hãng sản xuất xe máy rất quen thuộc với người Việt Nam và vô cùng nổi tiếng với dòng xe máy Attila lừng lẫy một thời. Và mặc dù hiện nay trên thị trường đã xuất hiện ngày càng nhiều những mẫu xe tay ga mới, nhưng dòng xe máy Attila vẫn là một trong những chiếc xe được nhiều người yêu thích và lựa chọn để trở thành người đồng hành với mình. Ngoại hình SYM Venus yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thuộc dòng xe tay ga chủ lực của SYM, xe máy Venus sở hữu vẻ ngoài nữ tính, sang trọng và trang nhã, hướng đến đối tượng khách hàng chủ yếu là nữ giới. Xe được thiết kế và đặt tên là Venus giống như tên một vị thần sắc đẹp trong truyền thuyết Hy Lạp xưa cũng là vì lý do này. SYM Venus có phần thân xe hình giọt nước mềm mại, phần mặt nạ xe được thiết kế tinh tế với những chi tiết được phủ chrome sáng loáng, nổi bật, tinh tế và còn được trang trí với biểu tượng vương miện quyền lựa và sang trọng. Phía dưới phần mặt xe là hai bóng đèn LED được làm xích lên và chiếu ánh sáng xanh lạ mắt. SYM Venus 125 có kích thước tương đương 1805 x 655 x 1145mm và có trọng lượng không tải là 122kg. Đây cũng được đánh giá là một khuyết điểm nhỏ của xe vì khá nặng so với các dòng tay ga khác dành cho nữ giới. Ở phần đuôi xe, Venus cũng được SYM chú trọng và thiết kế tỉ mỉ, không kém với phần cụm đèn hậu được tạo hình và sắp xếp như một chuỗi dây chuyền đeo trên cổ người phụ nữ, gồm các bóng đèn LED nhỏ xếp xung quanh một bóng đèn lớn, tạo điểm nhấn vô cùng độc đáo và điệu đà, quý phái khi nhìn vào. Thiết kế đèn hậu như vậy còn có tác dụng giúp nhận biết Venus dễ dàng hơn khi xe chạy ban đêm. Một số tiện nghi đáng chú ý của Venus có thể kể đến là cốp xe siêu rộng có khả năng chứa được hai mũ bảo hiểm, 3 phần tư đầu, tha hồ cho chị em có thể đựng túi sách, áo mưa cùng các vật dụng linh tinh của mình. Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp ổ khóa thông minh 4-in-1 với 4 chức năng bao gồm tìm xe trong bãi, chống trộm, mở yên và công tắc điện. Nắp bình xăng được bố trí bên ngoài yên xe, phía dưới tay lái bên trái. Với thiết kế này, khi đổi xăng, chỉ cần gạt chìa khóa qua phải là nắp bình xăng sẽ được mở ra, không phải mất công bước xuống xe để mở cốp. Để mở yên xe, chỉ cần nhấn nút mở yên, tích hợp ngay kế ổ khóa rất dễ dàng mà không phải cần đến chìa. Động cơ, trang bị an toàn và giá bán xe Venus. SYM Venus sở hữu động cơ 124,6 phân khối, công suất 8,3 mã lực ở 7.500 vòng quay một phút và có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 62,5 km trên lít. Xe có khả năng chạy tốt và ổn định trên những con đường mấp mô, gồ ghề. Xe còn được trang bị thêm tính năng tự động tắt máy khi xe dừng quá 3 giây Smart ED cùng tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu tốt và thân thiện với môi trường hơn so với những dòng xe Attila cũ khác. Về trang bị an toàn, xe máy Venus được lắp đặt phanh đĩa cho bánh trước và tăng chống cho bánh sau cùng chức năng không cho xe không thể để máy được khi chưa gạt chống nghiêng hoàn toàn. Với thiết kế nữ tính, sang trọng cùng nhiều tiện ích nổi bật cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu khá tốt đối với một chiếc xe tay ga, nên mặc dù được xuất hiện trên thị trường cũng đã khá lâu, nhưng SYM Venus vẫn luôn là một cái tên nổi bật và được yêu thích trong phân khúc xe tay ga tầm trung dành cho nữ giới. Tóm tắt một số thông số kỹ thuật của xe. Kích thước 1805 x 655 x 1145mm, trọng lượng khô 122kg, khoảng cách gầm xe 105mm, tỷ số nén 11:1, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 62,5 km/lít, tốc độ 30-40 km/h, động cơ 4 thì 14,6 phân khối, hệ thống thắng, phanh đĩa bánh trước, tăng chống bánh sau, lốp xe không ruột trên 100/90/10 cả hai bánh, dung tích bình xăng 5 lít. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.